con xin đảnh lễ sư, con may mắn được học và hành theo chánh pháp của Đức Thế Tôn được gần một năm nay. Con là Phật tử đã quy y nhiều năm nhưng trước đây con không có con đường tu tập rõ ràng. Con thấy pháp tu nào nhiều người thực hành chia sẻ là con làm theo, từ trì chú, niệm hồng danh các vị Phật, đến chép kinh, ngồi thiền, nhưng không đạt được nhiều tiến bộ. Từ khi được biết đến giáo lý và các kinh tạng nguyên thủy do chính Đức Thế Tôn tuyên thuyết, con học và hành theo được nhiều lợi lạc, an vui lớn và được sống cuộc đời có ý nghĩa. Nhưng con còn chút vướng mắc, đó là dù có an lạc và sự chuyển hóa tâm, nhưng thân sắc con không có chuyển hóa. Nhiều người chê bai chỉ trích ngoại hình con, đến cả người thân của con cũng nói sao càng tu càng thấy mặt mũi tối tăm mù mịt đi. Đáng nhẽ ra càng tu phải càng có hảo tướng. Con không để tâm nhiều đến những lời khen chê này. Không để tâm thì hỏi chi? Không để tâm vậy thì hỏi làm chi? Nhưng con cũng cảm thấy khó hiểu. Hiện tại con có đầy đủ điều kiện và cũng rất nỗ lực trong việc sống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe. Con cũng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì không có vấn đề gì cả. Đó, nhưng mà nó không quan tâm đó, không quan tâm đó. Nhưng thần sắc của con lại vẫn u ám và giống như người có bệnh. Mong sư hoan hỷ cho con lời khuyên. Con kính chúc sư thân tâm an lạc để hoằng dương giáo pháp, lợi lạc quần sanh. Quý vị biết cái việc đầu tiên mà quý vị vi phạm đó là gì không? Đó là mình không thành thật. Tại sao mà sư kêu quý vị nên đi thực hành thiền là vậy đó? Để mình thành thật với chính mình. Một trong những cái quả báo của việc mình không thành thật là cho nhan sắc xấu xí. Nói cho quý vị biết. Rõ ràng ở trên quý vị nói là mình không quan tâm. Mà không quan tâm thì mình đã đặt không đặt câu hỏi. Không quan tâm thì mình đã không có đi coi cái sức khỏe của mình. Rõ ràng là mình có quan tâm, cho nên là mình không thành thật. Đây là vấn đề đầu tiên là thấy ngay từ trong câu hỏi. Và nhớ dùm sư như thế này. Cái chuyện mà mình tu không phải là để đổi tướng. Nhớ dùm. Cái chuyện đổi tướng không phải là mục đích của đường tu. Nếu như quý vị nói mà tu để đổi tướng thì thời Phật là các ngài là đâu có những cái vị gọi là kỳ hình dị tướng, đâu có những vị là vẫn phải bị bệnh trầm kha. Cho nên chuyện tu nó không có đổi tướng, nghe, đừng có cái suy nghĩ đó, không có nên. Chỉ có trong những bài kinh đó. Trước đó thì sư nói như thế này. Cái đó là cái thứ hai. Quý vị tu được bao nhiêu? Mình nghĩ là mình tu nhiều chứ sư nói có khi mất lòng. Mình tu không bao nhiêu hết mà mình cứ nghĩ mình tu nhiều. Nó thuộc về cái ngã mạn. Tức là mình tu có chút xíu mà mình cho là mình tu nhiều để rồi là nó phải đổi tướng cho mình. Thì nó rất là kẹt. Quý vị đã xuất gia chưa? Mà theo cái người đặt câu hỏi này thì hình như là chưa xuất gia. Mà chưa xuất gia mà quý vị nói quý vị tu nhiều là tu nhiều cái kiểu gì? Một người mà muốn tu để gọi là tu nhiều thì việc đầu tiên người đó phải xuất gia. Còn mình tu có chút xíu cho nên là nó không đủ để nó thay đổi. Nghe.
Rồi thêm một cái vấn đề thứ ba, đó là trong Kinh Tạng Đức Thế Tôn có dạy là mình có thể trang điểm cho mình bằng cái gì? Thứ nhất là người tu cần trang điểm bản thân bằng giới hạnh. Hãy trang điểm bản thân bằng giới hạnh. Khi quý vị có giới hạnh thì tự nhiên mình trở thành một người khả kính khả ái. Và nhớ, mình giữ giới không phải là để mình xem xét người khác, mình đánh giá người khác. Có rất nhiều người khi họ giữ giới thì họ chưa giữ được bao nhiêu, nhưng họ có cái thói đánh giá người khác. Coi người khác không ra cái gì hết tại người ta không giữ giới. Tôi giữ giới, người ta không giữ giới. Tức là mình tu chưa được cái gì hết là mình đã bắt đầu quay ra mình đánh giá người khác. Cái đó là phải chắc. Và hơn nữa, nhớ giùm, năm giới cư sĩ nó chưa là cái gì có ngon, có giỏi, giữ tỳ kheo giới. Chứ còn giới cư sĩ nó vẫn còn rất là kém, ít ỏi để có thể gọi là trang trí. Đúng là người cư sĩ giữ được năm giới là tốt, sư không có phản đối. Nhưng mà mình đừng nghĩ là đó là cái gì đó để tự hào, đó là cái gì đó để mình có thể trang điểm đủ để mà mình thay đổi cái ngoại hình. Nó giống như một người muốn đẹp nè, muốn đẹp thì họ phải thay cái quần nè, cái áo nè, một cái bộ đồ từ trên xuống dưới nè, rồi mắt kính nè, rồi nếu phụ nữ thì có thêm bông tai, có thêm cái nón, có thêm cái nơ, rồi có thêm dây chuyền, có thêm đồng hồ, có thêm lắc vòng nhẫn các thứ, rồi những cái gọi là kim cương đính chỗ này chỗ kia trên quần áo, rồi xe sang, rồi có người hầu kẻ hạ, có vệ sĩ, thì khi đó tự nhiên là mình đẹp lên. Còn mình có một cái nhẫn một chỉ, có cái nhẫn một chỉ mà mình muốn cái nhẫn đó mà nó cho mình đẹp thì nó khó lắm, nghe nó khó lắm. Cho nên cái chuyện đầu tiên á, là phải coi cái giới của mình giữ tới đâu. Cái thứ hai là mình trang điểm bằng kham nhẫn và từ bi. Mình có kham nhẫn hay chưa, hay là người ta đụng cái gì đó là mình nhăn mày nhíu mặt, mình có đủ kham nhẫn hay chưa để mà ai nói cái gì cũng cười chứ. Kham nhẫn giỏi là người ta chửi vô mặt mình cũng cười, người ta xúc phạm mình cũng cười, ra đường gặp người ta sống ác mình cũng cười, người ta phá giới thì cũng cười, kệ người ta. Giữ giới là giữ cho mình chứ không phải để mình soi người khác. Tu là tu cho mình chứ không phải để mình soi người khác. Học kham nhẫn là vậy đó. Kham nhẫn với mình và kham nhẫn với thiên hạ. Làm được chưa? Đó là cách để mình trang điểm cho chính mình. Tập cười. Cười bằng sự kham nhẫn. Rồi cái sự trang điểm nữa đó chính là trang điểm bằng lòng từ bi. Mình đã có lòng từ hay chưa? Mình đã thực hành tâm từ hay là chưa? Mình có lòng bi mẫn với chúng sanh hay là chưa? Mình đã nhìn tất cả chúng sanh như con ruột của mình hay chưa? Mình đã đối xử với chúng sanh như người mẹ đối xử với đứa con của mình hay là chưa? Hãy làm những cái đó, tự nhiên là quý vị sẽ đẹp trong mắt người khác. Chứ còn bây giờ quý vị nói quý vị tu thì sư cũng không biết là quý vị tu cái gì nha. Mình tu là làm sao mình càng ngày càng trở thành một con người dễ mê, dễ thương, dễ mến, dễ chịu, dễ chiều. Chứ đừng có thành một con người khó ưa, khó chịu, khó chiều, khó tánh, khó nết. Thì sư nhắc để quý vị xem lại chính mình.